Tớ là thành viên thứ 5 của Blackpink đấy. À? Cậu bị ảo tưởng à? Chúng mắt dở như cậu mà được. Phải hát hay như tớ đấy nè. Tao thấy tớ với cậu đại chiến đồ đen hồng đi. Nếu mà ai thắng thì người đấy là thành viên thứ 5 của Blackpink. Chơi luôn. Bên cậu ít màu đen tuyền. Ôi sao thật là thơm quá. Cậu nhìn mà xem có món gì xanh bằng. Ôi một chiếc bánh màu hồng thơm. Trông là nhân thơm thơm vị dâu. Sâu bằng môn trứng gà màu đen. Đây là một món siêu kỳ lạ. Hachimo thật xinh đẹp, bóc ra thật đặc biệt quá. Màu hồng thật xinh, có muốn thứ không nào? Đây là một món quà cực chất. Cậu tự mở ra đi bằng kia. Không bằng lớp xô hồng cực xinh. Chân dài ôi sao trông thật lạ. Gương xanh ơi cậu thua rồi. Thanh Long ở mơ đi nhé. Mọi người vào xem chúng tớ thi thế nào. Tớ thắng rồi nha, đồ tớ hay hơn của tớ chứ đúng không? Các cậu có thể nói của tớ. Trái cam ở trong túi thật là hay, xếp chồng lên nhau hình cà rốt. Ôi dồi ôi, thế cũng qua thường. Có trong tay trái cam kỳ diệu, cậu mở ra có ngay kho tàng kéo bên trong. Thật là vui chơi CQC mềm êm quá. Hình cam dai dai trong trong màu orange. Đặc biệt chưa, trái cam không hạt, cắn dai dai tươi thơm rất ngọt. Chịu thua chưa, cậu sao thắng được thật jelly. Nào lại đây xem ngay cho vui là trong trong. Màu cam xinh ăn cũng ngon ngon thật đã quá. Một ngọt ghê ở trong cái kẹo. Khi ta quay quay quanh cây đầu. Kỳ lạ chưa, ta đây biến thành kẹo màu cam. Tớ có đồ này độc đáo không ai có này. Mát ít chiếc giày màu cam. Tưởng gì, tớ có cái này á còn khó hơn. Đố các cậu biết bức tranh của tớ hình gì? Đừng khó vậy, con chẳng biết đâu. Này bạn ơi vào đây cùng ăn thôi. Rùa xinh xinh băng thạch ta cùng bơi. Rồi thêm miếng bim bim khoai tây xanh qua đã luôn. Kìa dèo dài thơm ngon mochi xanh. Là chú ếch đang yêu rất thích mắt. Và đây Pokemon chân xanh xanh qua đã luôn. Này bạn ơi vào đây ta ăn luôn. Mì khủng long dai dai thơm nước mũi. Rồi nhìn ngắm lốc xoay nước dâng lên thật tuyệt vời. Kìa bờ xinh lấp lọ ở đâu đây. Cùng chai nước song xanh thật đã khát. Nào bạn ơi vào đây cùng chung vui thật tuyệt vời. Tớ có món quà. Thanh Long ơi cậu có thích quà? Đây trái táo đen quá trời. Trông ghê ghê không thích cắn mà. Hóa ra phép thuật đã hắc ám biến thành táo độc. Kìa cú đêm bay khắp trời. Trở về rừng để tìm bình yên. Gấu xanh ơi muốn môi tôi đến. Cậu luôn được ăn mì. Đó không phải mì thường mà là mì pizza. Tớ không thể đếm, đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một chiếc đèn soi đường thật lung linh. Tớ đã thức thức xuyên đêm. Tớ đã cố kiếm nó trong đêm. Một chai nước thần kỳ thơm ngon đây này. Màn đêm xuống muốn ăn luôn. Lầu thơm đã có sẵn trong tay. Ôi cảm giác thật là sung sướng. Nghe véo von trong vòng cây, toàn mùi bắp rang bơ. Ôi bắp rang sao đỏ chót, bắn tới trong già nhà. Vui rất vui, kẹo hồ lô, dâu tây qua mát đi. Thơm rất thơm, căn giòn tan, thật là ngon ngon ngon. Mau đến đây, xem mà xem, mùi donut thơm thơm. Trông rất xinh, con bọ đó, có cánh cam ngon lành. Vui rất vui, hãy nhìn xem, oh my đó hot trend. La la la, la la la, ngọt và chua chua chua. Hay đấy. Ôi quá khen, đây trò hay là viên cốc kim cương. Ô nước chi, sao đó chót, chắc rất ngon đây mà. Không thích luôn, thôi nhìn đây, xem ngay cao vân tay. La la la, la la la, cậu phục chưa leo leo. Chưa phục, cậu phải con rông đấy phục. Ok, các cậu còn thử thách vẽ cái gì bằng vân tay nữa thì hãy comment để tớ vẽ lại.